dội luôn. Trời ơi, má ơi, trời ơi, ngoại ơi, trời ơi, nội ơi luôn, trời ơi. Gió luôn, tôi coi rút dây thẳng lên chịu lại. Lại không chịu vui chịu luôn rồi ra ngoài quẩy luôn rồi chứ sao. Đó chứ sao kìa. Giờ chạy thử chương trình mới thay dịch 4 cánh vô nè. Lúc trước rồi nè 4 cánh 5 cánh giờ chạy 5 cánh. Cumin K19 hộp số thì 12 tua rưỡi. Chương trình 28 4 cánh. Mới giờ thay vô. Lúc trước thì chạy dịch 5 cánh mà giờ thay dịch 4 cánh vô. Trên này cái bon quá rộng. Cái chủ này thì hai chiếc rồi mà lên được hai chiếc luôn, trên đây chiếc này. Giờ chạy thử chiếc này trước. Trời ơi vô số giận mũi luôn. Ba táp. Yeah. Anh trai mình em anh trai ơi. Nói gì về quê luôn hả anh trai? Về quê luôn hả? Ra nào cũng khối luôn.
bức nào cũng khói, Ganti là không khói đó. Anh đó gì luôn hay rồi, qua bữa nay trời rất là trong luôn, nhìn xa xa thấy núi Lung Tàu đằng kia luôn rồi đó, thấy núi Lung Tàu luôn mà. Trả số đi, tấp số đi. Sao đây? Tấp số vụ gì đây? Trời ơi, đây là có tàn nè. Không. Hả? Nhanh không anh Bình? À. Đây là YouTube hả vậy? Dạ, đúng rồi. Bây giờ YouTube. Cái quay hả? Dạ. Làm kênh hả? Dạ làm kênh. Không biết nãy chạy nhiêu ga, chết. Ngàn hai hả? Ờ khó dữ. Cái chân vịt này nhỏ, vịt 5 cánh mà. 5 khánh cũng khối nữa mà khối ít hơn này hả? Để anh xả vào gió rồi ngon lành lại coi. Chết tôi. Không gió ông ơi. Đi máy. Giang như quái tới luôn rồi, rồi nè. anh này anh cười luôn rồi. Trời ơi, má ơi, cười à. Đi quái. Dịch này tống dữ dội rồi. Khô nước luôn nè. Chui giờ chạy ngược lên nè.
ra nhiêu ra? 60, 120. Rồi trên 1600 luôn, ngon rồi. 1600 lên là ngon rồi. Thôi giờ ghé vô bến. Quá chết rồi, cái gì dịch này nó nặng nước, nó cái tâm trắng luôn trời. Quá chạy lên sóng lên gió luôn. Rồi ai qua qua luôn. Ông nhảy qua đi, thảy cho ông chịu lại đi, ở kia coi. Thôi sao tôi xuống chết tôi. Về lại đi. Nước lớn nó chảy lên mà chịu mũi lại nó quay lái lại nè. Anh thằng máy anh còn nẹt bu quá trời à. Mở chưa? Rồi kéo về anh ơi. Qua giữ cái trớn. Cái trớn chân dịch nó mang đi tí ghê luôn. Đó. Qua dữ.